Chào các bạn. Đột quỵ là bệnh lý cấp tính nguy hiểm, thường xảy ra đột ngột, có tỷ lệ tử vong cao nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Mỗi năm, ở Việt Nam có hơn 200.000 người bị đột quỵ, hơn 50% trong số đó tử vong và chỉ có 10% sống sót là có bình phục hoàn toàn. Đáng lo ngại, đột quỵ đang có dấu hiệu ngày càng trẻ hóa, gia tăng mạnh từ 40 đến 45 tuổi hay thậm chí xuất hiện cả ở tuổi 20. Đột quỵ là gì? Đột quỵ, tai biến mạch máu não, là tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng, xảy ra khi dòng máu cung cấp cho não bị gián đoạn hoặc có một mạch máu trong não bị vỡ. Khi đó, lượng oxy và dinh dưỡng nuôi các tế bào bị giảm đáng kể. Trong vòng vài phút, các tế bào não bắt đầu chết dần và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Các loại đột quỵ chính: đột quỵ do thiếu máu cục bộ, gây ra bởi tắc nghẽn động mạch, chiếm khoảng 85% trường hợp đột quỵ. Tuy nhiên, bệnh có thể phòng tránh hiệu quả nếu thực hiện tốt các biện pháp dự phòng. Đột quỵ do huyết khối, tắc nghẽn do hình thành các cục máu đông hoặc do mảng bám tích tụ trong động mạch ở cổ hoặc não. Đột quỵ do tắc mạch, các cục máu đông hình thành ở đâu đó trong cơ thể, thường gặp nhất là tim, sau đó di chuyển đến não, gây tắc nghẽn. Đột quỵ do xuất huyết, loại đột quỵ này gây ra bởi vết nứt ở trên bề mặt não hoặc động mạch não gây xuất huyết, mà nguyên nhân có thể là do phình mạch, hệ thống mạch máu não bị dị dạng. Đột quỵ do xuất huyết chiếm khoảng 15% số ca đột quỵ. Thiếu máu não thoáng qua thường gọi là đột quỵ nhỏ, bởi là những giai đoạn ngắn có triệu chứng của đột quỵ kéo dài khoảng vài phút. Những dấu hiệu báo trước cơn đột quỵ sớm nhất: 1. Mặt có biểu hiện không cân xứng, miệng méo, nhân trung lệch. 2. Thị lực giảm, mắt mờ, không nhìn rõ. Biểu hiện này thường không thể hiện rõ rệt nên rất khó nhận biết. 3. Tê mỏi chân tay, khó cử động, tê liệt một bên cơ thể. 4. Rối loạn trí nhớ, không nhận thức được, gặp khó khăn trong việc suy nghĩ từ để nói, không diễn đạt được, có cảm giác mơ hồ. 5. Khó phát âm, nói ngọng bất thường, môi lưỡi tê cứng. 6. Đau đầu dữ dội, cơn đau đến nhanh, có thể gây buồn nôn hoặc nôn. Ngoài ra, bạn có thể nhận biết sớm nguy cơ đột quỵ với quy tắc FAST, F-A-S-T. 1. Face, khuôn mặt. Gương mặt có dấu hiệu mất cân đối khi cười, nhe răng hay nói chuyện. Nếp mũi và một bên mặt bị sệ xuống. 2. Arm, tay. Tay yếu và có dấu hiệu bị liệt, không thể giơ đều hai tay hoặc một bên tay không thể giơ lên được. 3. Speech, lời nói. Nói lắp, nói không rõ lời, lời nói khó hiểu hoặc không nói được. 4. Time, thời gian. Nếu xuất hiện ba dấu hiệu trên cho thấy bệnh nhân có nguy cơ đột quỵ cao, cần khẩn trương gọi xe cấp cứu, đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế sớm nhất. Các nguyên nhân đột quỵ là gì? Yếu tố có thể kiểm soát được bao gồm: cao huyết áp, tạo điều kiện hình thành các cục máu đông cản trở quá trình lưu thông máu lên não hay gây sức ép lên thành động mạch và dẫn đến xuất huyết não. Hút thuốc, khói thuốc gây tổn thương thành mạch máu, gia tăng xơ cứng động mạch và là nguyên nhân gây tăng huyết áp. Cholesterol cao, thừa cân, gây ra nhiều bệnh lý như mỡ máu, cao huyết áp, tim mạch và tăng nguy cơ đột quỵ. Bệnh tim mạch, suy tim, rung tâm nhĩ, nhiễm trùng tim, rối loạn nhịp tim có nguy cơ đột quỵ cao. Đái tháo đường, thiếu máu não thoáng qua, đột quỵ tái phát, tiền căn cá nhân bị đột quỵ có thể tái phát trong vài tháng đầu, nguy cơ này kéo dài khoảng 5 năm và giảm dần theo thời gian. Yếu tố không thể kiểm soát được gồm: tuổi tác, độ tuổi nào cũng có nguy cơ đột quỵ, tuy nhiên người già có nguy cơ đột quỵ cao hơn, đặc biệt là sau tuổi 50 năm. Giới tính, nam giới có nguy cơ đột quỵ cao hơn so với nữ giới. Chủng tộc, người Mỹ gốc Phi có nguy cơ mắc đột quỵ cao gấp 2 lần so với người da trắng.
tiền sử gia đình, người có người thân từng bị đột quỵ hoặc mắc các bệnh lý nhồi máu cơ tim, thiếu máu não thoáng qua có nguy cơ đột quỵ cao hơn so với người bình thường. Cách sơ cứu tại nhà cho người có dấu hiệu bị đột quỵ. Khi một người bị đột quỵ, mỗi giây trôi qua đều rất có giá trị. Nếu xử lý càng chậm trễ thì đột quỵ càng khó điều trị, tổn thương não càng nhiều. Và những gì bạn làm trong thời điểm quan trọng đó có khả năng giúp cứu sống họ. Vậy nội dung dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những hướng dẫn chi tiết để biết cách xử lý và sơ cứu khi gặp một người bị đột quỵ. Ngay khi phát hiện thấy ai đó có biểu hiện giống như bị đột quỵ, hãy nhanh chóng để gọi tổng đài cấp cứu 115. Bạn cũng nên thông báo với người trực tổng đài rằng tôi nghĩ là có người đang bị đột quỵ. Nếu chính bạn đang có triệu chứng đột quỵ mà không thể gọi điện thoại, hãy nhờ người khác liên hệ giúp. Bạn cần giữ bình tĩnh nhất có thể trong trường hợp chờ đợi sự giúp đỡ khẩn cấp. Tiếp theo đó là kiểm tra xem người bị đột quỵ đang còn tỉnh hay đã ngất xỉu, cần giữ tập trung và hành động nhanh chóng. 1. Sơ cứu trong trường hợp người bị đột quỵ còn tỉnh. Nếu họ vẫn còn tỉnh táo, hãy đảm bảo họ đang ở trong tư thế an toàn, thoải mái. Tốt nhất là bạn nên để họ nằm nghiêng sang một bên, đầu hơi ngẩng lên khoảng 30 độ và hỗ trợ trong trường hợp họ nôn. Hãy trấn an người bị đột quỵ để họ bình tĩnh hơn. Đồng thời, che cơ thể bằng một tấm chăn bởi vì lạnh có thể khiến cho cơn đột quỵ trầm trọng hơn. Nếu người đó có bị tê liệt ở bất kỳ tay hay chân nào thì hãy tránh di chuyển chúng. 2. Sơ cứu trong trường hợp người bị đột quỵ đã ngất xỉu. Hãy kiểm tra mạch đập và nhịp thở của người bị đột quỵ. Nếu bạn thấy mạch yếu hoặc không thấy họ thở thì hãy thực hiện hồi sức tim phổi trong khi chờ xe cứu thương đến. Nới lỏng quần áo, chẳng hạn như cà vạt hoặc khăn quàng cổ để họ dễ thở hơn. Nếu bạn không biết hô hấp nhân tạo, hãy nhờ tổng đài viên để họ hướng dẫn bạn cách thực hiện trong lúc chờ xe cấp cứu tới. Lưu ý, trong trường hợp người bệnh bị choáng và ngã, hãy để họ nằm yên tại chỗ ngã đó, rồi sơ cứu như các bước hướng dẫn ở trên, tránh di chuyển họ cho đến khi có sự hỗ trợ của đội ngũ cấp cứu, hoặc ít nhất cho tới khi họ bớt choáng và có thể tỉnh táo trở lại. Bạn cần phải quan sát chi tiết từng biểu hiện của người bệnh trong khi chờ xe cứu thương đến. Nếu bạn biết rõ về tiền sử bệnh tật của họ, như là tình trạng cao huyết áp, bệnh tim, tiểu đường hay họ đang sử dụng bất kỳ một loại thuốc nào đó, hãy khai báo tất cả với bác sĩ. Điều này là cần thiết và quan trọng để giúp các chuyên gia y tế phán đoán trước tình hình và có kế hoạch điều trị phù hợp, bởi người đột quỵ sẽ không thể nào giao tiếp trong lúc này. Những điều không nên làm. 1. Không để người đột quỵ đi ngủ hoặc nói chuyện với họ. Những người sống sót sau đột quỵ thường nói rằng họ cảm thấy rất buồn ngủ khi đột quỵ xảy ra. Rất nhiều bệnh nhân kể lại rằng họ đã đi ngủ vài giờ trước khi đến bệnh viện vì họ mệt mỏi. Nhưng thời gian là điều cốt yếu trong công tác cấp cứu bệnh nhân đột quỵ. Bạn không nên để họ đi ngủ mà thay vào đó cần giữ cho họ tỉnh táo và gọi cấp cứu. Nếu họ đang ngồi hoặc đang đứng khi đang trong cơn đột quỵ thì nên để họ nằm xuống, nghiêng một bên với tư thế cao đầu 30 độ. Tư thế này giúp thúc đẩy lưu lượng máu đến não. Tuy nhiên, nếu họ đã ngã cũng không nên di chuyển họ lên giường hoặc đặt tại các vị trí khác. Cuối cùng là cho dù nạn nhân có thể cố gắng để nói chuyện với bạn như thế nào đi chăng nữa thì cũng đừng để họ nói. 2. Không cho họ thuốc, thức ăn hoặc đồ uống. Có hai loại đột quỵ chính là đột quỵ xuất huyết, gây ra bởi một mạch máu bị vỡ, khiến thiếu máu cung cấp lên não. Đột quỵ do thiếu máu cục bộ, gây ra bởi cục máu đông trong mạch máu, làm tắc tuần hoàn não, làm ngưng trệ quá trình cung cấp máu. Nếu thấy người bị đột quỵ, bạn không nên cho họ uống thuốc aspirin, thuốc chống kết dính tiểu cầu, dùng cho trường hợp đột quỵ thiếu máu cục bộ, hay bất kể loại thuốc nào khác. 80% trường hợp đột quỵ là do thiếu máu cục bộ, 20% còn lại là do đột quỵ do xuất huyết. Nếu như bạn không biết được bệnh nhân đang bị loại đột quỵ nào, thì đừng tự ý cho họ uống aspirin hay bất kể loại thuốc nào khác, vì bạn có thể làm cho tình trạng thêm nguy kịch. Hơn nữa, bạn cũng không nên cho người bị đột quỵ ăn
hoặc uống bất cứ thứ gì trong lúc chờ đợi cấp cứu, bởi đôi khi cơn đột quỵ thường gây ảnh hưởng tới khả năng nhai và nuốt của nạn nhân. Ăn uống lúc này có thể gây nghẹn hoặc ngạt thở vì thức ăn không thể trôi qua cổ họng được. 3. Tự ý lái xe tới bệnh viện. Có vẻ như bạn tưởng rằng nếu chủ động đưa bệnh nhân đi bệnh viện hoặc bản thân mình tự lái xe tới bệnh viện trong trường hợp chính bạn bị đột quỵ có thể là cách nhanh chóng để cấp cứu mà không cần chờ đợi xe cứu thương. Tuy nhiên, khi bạn làm như vậy, tình trạng của bệnh nhân có thể trở nên tồi tệ hơn. Đột quỵ có thể làm giảm khả năng lái xe an toàn do mất bình tĩnh và khả năng nhận thức. Bạn nên để các chuyên gia chăm sóc y tế thực hiện điều này, bởi họ được trang bị các kiến thức và các trang thiết bị y tế khác để xử lý với tình huống bất ngờ và hỗ trợ cứu sống nạn nhân trên đường đi cấp cứu. Nếu sơ cứu đúng cách, bạn có thể giúp một người đang bị đột quỵ hoặc tai biến vượt qua khỏi cơn nguy cơ tử vong và giảm thiểu biến chứng sau đột quỵ. Chính vì thế, hướng dẫn trên đây là những kỹ năng mà nhiều người cần phải có để sử dụng trong những trường hợp cần thiết, nhất là khi gia đình bạn có người cao tuổi hoặc có tiền sử bị đột quỵ. Để giảm thiểu nguy cơ bị đột quỵ, sau đây là cách phòng tránh hiệu quả. Kiểm soát và điều trị các bệnh lý làm tăng nguy cơ đột quỵ có thể thay đổi như tiểu đường, tim mạch, mỡ máu, cao huyết áp, v.v. 2. Chế độ ăn uống lành mạnh. Ăn uống khoa học có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ cũng như ngăn ngừa bệnh tái phát. Vì vậy, bên cạnh xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh với các thực phẩm có lợi, bạn cũng nên tránh những món ăn có thể khiến cho tình trạng bệnh thêm nghiêm trọng. Các loại thực phẩm giúp phòng tránh đột quỵ gồm thực phẩm giàu omega 3 như cá hồi, cá ngừ, cá thu, đậu lăng, rau có màu sẫm, măng tây, bông cải, các loại hạt, củ cải, v.v. giàu folate. Thực phẩm giúp giảm cholesterol xấu như yến mạch, đậu nành, hạnh nhân. Thực phẩm giàu magie như ngũ cốc, chuối, quả bơ, các loại đậu, rong biển, mâm xôi, v.v. Sử dụng dầu mè thường xuyên. Một số thực phẩm cần tránh gồm thức ăn đóng hộp và chế biến sẵn. Không ăn hoặc chế biến các món ăn quá mặn như cà muối, dưa muối, v.v. vì nạp vào cơ thể nhiều muối dễ khiến huyết áp tăng cao. Hạn chế ăn thịt, sữa và các sản phẩm từ thịt và sữa vì đây là nhóm thực phẩm có nhiều chất béo bão hòa, không có lợi cho sức khỏe tim mạch. Không ăn quá nhiều trứng, thực phẩm chứa nhiều cholesterol như bơ, thực vật, tôm, khoai tây chiên, gan động vật, phô mai, v.v. Hạn chế hoặc bỏ bia rượu, thuốc lá để ngăn chặn quá trình xơ vữa động mạch, giảm nguy cơ tái phát đột quỵ. Thay đổi lối sống, cân bằng giữa công việc, giảm bớt stress, nóng giận. Nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, không nên tắm đêm, thức quá khuya. Cần giữ ấm cơ thể, giữ gìn sức khỏe, nhất là trong thời điểm giao mùa. 4. Tập thể dục hàng ngày. Tập thể dục ít nhất 5 ngày trong tuần, 30 phút mỗi ngày không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn giúp giảm huyết áp và phòng ngừa đột quỵ. Lưu ý, nếu tuổi cao, không nên lựa chọn các bài tập nặng, vận động mạnh như tập tạ, tennis. Thay vào đó, bạn có thể lựa chọn đi bộ, chạy bộ nhẹ nhàng hoặc tập dưỡng sinh, yoga. Khám sức khỏe định kỳ 6 tháng, 1 năm một lần để tầm soát bệnh kịp thời, gồm những bệnh tim mạch, tiểu đường, v.v. Kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm nhất nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý tiềm ẩn. Từ đó, bác sĩ sẽ có các biện pháp can thiệp chủ động để điều trị và hướng dẫn phòng ngừa bệnh hiệu quả. Phát hiện sớm các dấu hiệu đột quỵ và điều trị kịp thời là cách tốt nhất để hạn chế những biến chứng nguy hiểm do bệnh gây ra. Vì vậy, khi có các triệu chứng bất thường, nghi ngờ là dấu hiệu đột quỵ, cần đưa người bệnh đến các cơ sở y tế gần nhất để thăm khám ngay lập tức. Bạn hãy chia sẻ thông tin này tới những người thân quen của bạn và bạn hãy tự theo dõi và chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt nhé! Chúc các bạn một ngày vui khỏe. Các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.